Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Ngoài Bãi nha. Hôm nay thì xin giới thiệu anh em một con máy cưa xích Stein MS018C. Con này thì được thiết kế giống dòng 180C nha các nhá. Nhưng mà đời trước của 180C một chút. Đó, con này thì nó mã số máy là 25153333830 nhá. Đó, nguyên bản zin, bồ đẹp, bồ nguyên sơn đen luôn. Bồ zin Atin đều có mọc Atin nhá. Em quay buổi tối nó hơi tối một chút. Đó, máy thì quá mới luôn. Ốp lam thì hơi bị nứt đôi chút thôi nhá. Đó, đôi xíu. Ốp lam tao xích nhanh mà có xả áp luôn này. Đó, xích dày, đẹp, full zin hết. Lam đẹp nhá. Tặng kèm vỏ lam zin cho anh em luôn nhá. Đó, vỏ lam zin cho máy luôn. Đó, bao nào chốt thì lên số gọi 0345 0539 nhá. Máy đẹp này. Đời này là có tay nắm giật trợ lực luôn nhá. Dây giật trắng phao luôn nhá. Máy rất ít xài luôn. Con này được sản xuất năm 2001. Đó, phụ tùng thay thế thì giống dòng 180 bây giờ nên là anh em không thiếu đồ thay nhé. Đó, máy móc bên trong điện zin này, nòng zin này, buji zin, lọc gió đầy đủ hết, chưa có thay thế bất cứ món đồ gì nhá. Bao nào chốt thì cây này bên đang bán giá là 3.500.000 bao ship tận nhà. Họ hàng đẹp vip, họ hàng lựa nhá. Sẽ test nổ cho anh em cái tiếng máy nhá. Chốt thì giá 3.500.000, bên em bao ship tận nhà luôn nhé. Xin chào tất cả anh em.